Nhưng buổi chiều này hay chứ, có hình hoàng hôn đây, đúng không? Đừng nói thì chị quay. Có tiếng xe đạp ơi. À hay đấy. Quay đèo, quay đèo. Ông vừa đấy không có cái xe ô tô nào giờ, giữ giúp con cái đằng trước. Che chắn tầm nhìn. Giữ tay lên. Mẹ đừng làm rung nữa. Nhưng làm sao được, cái ghế của chú nó rung. Giữ hai tay. Lúc nào mà cảnh nó đẹp ấy, mẹ ấn một cái nút trắng trắng ấy kìa, là nó tự nó chụp. Đấy mẹ, bây giờ mẹ ấn nút trắng trắng ấy, mẹ thử chụp nào. Đang. Nó đừng. Cối xe lại. Đang đang đuổi một cái xe chạy quá tốc độ. Còn gì được cái gì?